Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin chấn động và mới nhất trước sự việc nữ cán bộ tư pháp thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị bắt giữ vì nhận hối lộ trong vụ án của bà chủ Đại Nam CEO Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, trước việc Bộ Công an phải điều tra lại nhiều nội dung cùng hàng loạt sai phạm trong quá trình tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh, thì vào ngày hôm qua, Bộ Công an bất ngờ phát hiện việc sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, buộc phải bắt giữ nhiều cán bộ liên quan. Như chúng ta đã biết, thời gian này vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng đang trong giai đoạn nước rút, vì đây là lần cuối cơ quan Công an TP HCM có thể áp dụng hình thức gia hạn thời hạn tạm giam đối với CEO Nguyễn Phương Hằng, để phục vụ cho quá trình củng cố hồ sơ vụ án của phe ông Phạm Văn Mãi và Giám đốc Công an Lê Hồng Nam. Nếu như sau lần gia hạn này mà CEO Phương Hằng không được Viện Kiểm sát truy tố về bất cứ tội danh, thì đồng nghĩa với việc Công an TP.HCM phải trả tự do cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Tưởng chừng mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của tên Phạm Văn Mãi là ép đại tội danh để chụp mũ CEO Phương Hằng đi tù là xong. Nhưng sự việc không phải dễ dàng như thế, đặc biệt đây là bà chủ của một doanh nghiệp lớn và thẳng thắn như CEO Phương Hằng. Thì bất ngờ lộ một vụ án khác liên quan tới Cục Thi hành án TP.HCM nhận hối lộ đã vô tình làm vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng bị tác động. Theo trang báo Công an đăng tải, vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thông báo về việc bắt quả tang đối với bà Kim Thanh Hạnh sinh năm 1979 là chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, là tội danh nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng. Sự việc diễn ra vào đêm 24 tháng 12 tại Bệnh viện Mekong. Cơ quan Viện Kiểm sát đã cho người mai phục bà Hạnh đợi bà Hạnh tới địa điểm này nhận tiền hối lộ. Từ việc bà HN, vì trước đó bà Hạnh là chấp hành viên của Cục Thi hành án Dân sự, có tham gia một vụ tranh tụng của bà HN. Ngay sau khi bị bắt giữ, thì Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Bước đầu, bà Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cũng khai nhận việc bà và nhiều đồng nghiệp khác làm việc trong ngành tòa án thành phố đã liên kết với nhau để nhận tiền chạy án của các bị đơn, bị can, bị cáo, có nhu cầu đổi trắng thay đen trong các phiên tranh tụng. Trong những người đưa hối lộ của nhóm của bà Hạnh, từng có cả nghệ sĩ nổi tiếng trong vụ drama đấu tố với bà Nguyễn Phương Hằng vào năm 2021. Cái đám nghệ sĩ bài đàn cũng từng tìm tới nhóm người này của bà để đưa tiền hối lộ. Bà Hạnh đút túi từ những nghệ sĩ này hơn 700 triệu đồng. Còn những người bạn của bà Hạnh làm việc trong Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Công an TP.HCM nhận được số tiền hậu hĩnh rơi vào khoảng hơn 8 tỷ đồng. Khi được hỏi ngoài những người bạn trong ngành của mình ra, thì còn có ai giúp sức cho bà Hạnh chạy án đảo ngược bản án nữa hay không? Thì bà Hạnh nói không tiện trả lời. Nhận ra những dấu hiệu bất thường không minh bạch trong cơ quan pháp luật của nhà nước, các luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu Công an thành phố, Viện Kiểm sát thành phố phải tra xét rõ ràng về những lời khai liên quan tới các ca nghệ sĩ được hối lộ, đồng thời kiến nghị Bộ Công an xem xét vụ án điều tra lại những nội dung chưa được sáng tỏ mà đã vội vàng kết án, chẳng hạn như vụ sao kê tiền từ thiện của Trấn Thành, Thủy Tiên, còn rất nhiều sự mập mờ, các bản sao kê không thể hiện đủ nội dung để chứng minh, bị che giấu nhiều thông tin quan trọng. Quá trình tổ chức từ thiện của các nghệ sĩ này cũng không có bảng thống kê ghi rõ các hạng mục chi tiêu là bao nhiêu, cho mục đích gì, hỗ trợ những ai. Tất cả các quy định bản kết án tuyên bố đám các nghệ sĩ trong sạch đều là lời nói đơn phương của một phía của cơ quan điều tra. Thực tế thì chưa từng có một cuộc điều tra cụ thể nào được diễn ra trong suốt quá trình xảy ra drama của bà Phương Hằng và đám các nghệ sĩ. Điều quan trọng nhất là sự đối chứng giữa hai phía thì cơ quan công an không hề làm một người tham gia tố tụng mà không được tham gia đối chất, đối chiếu nội dung tố tụng với các bên liên quan, thì dựa vào đâu để Viện Kiểm sát kết án? Trước những mâu thuẫn bất đồng về cách làm việc của ngành luật pháp TP.HCM, đoàn luật sư bào chữa của bà chủ Đại Nam CEO Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn cầu cứu lên ban bí thư do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Các văn bản kiến nghị Bộ Công an rà soát lại toàn bộ quá trình điều tra của bà Phương Hằng cũng được gửi đi hiện tại, cho biết trên bộ phận nhận định ra sao về vụ việc này. Nhưng trước mắt có thể thấy ngành tư pháp TP.HCM rõ ràng đang bị thao túng bởi các nhóm chính trị. Thưa quý vị, trước thông tin loan tải trong sự kiện được cho là CEO Nguyễn Phương Hằng đã có hành động chỉ thẳng mặt tên Phạm Văn Mãi và nói mày là thằng hèn trơ trẽn, ăn cháo đá bát.
Vâng, từ trước đến nay chưa bao giờ lại có một cá nhân quan chức nào lại rơi vào một cuộc chiến pháp lý với người dân như tên Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Xưa nay quan chức đảng viên Việt Nam đều né tránh truyền thông và cũng ít ai trên mạng xã hội dám gọi tên các ông bà đảng viên ra nói vì sợ cái điều 331 bị gắn ghép tội bôi nhọ lãnh đạo chống phá nhà nước. Nhưng riêng trường hợp của tên Phan Văn Mãi thì đúng là vô tiền khoáng hậu, khi chính ông Phan Văn Mãi này là người bắt giữ bà Phương Hằng. Cũng chính ông này khơi mào những bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội rằng ai đúng ai sai trong các diễn đàn có đề cập tới bà Nguyễn Phương Hằng. Và cái tên Phan Văn Mãi và Võ Hoàng Yên bị cộng đồng mạng lôi thẳng ra để phán xét chỉ trích, đó là điều xưa nay dân Việt Nam không dám làm. Nhưng vì sao lần này họ dám cất lên tiếng nói của lẽ phải tại đáy lòng họ? Có lẽ là vì sự việc của bà chủ Đại Nam siêu Phương Hằng đã đầy những bức xúc bị dồn nén trong lòng họ bấy lâu nay. Bùng nổ họ đã cam chịu, bị kìm hãm tiếng nói, tự do ngôn luận bằng các luật an ninh mạng. Quá lâu nay chứng kiến hoàn cảnh của bà Phương Hằng vì nói lên sự thật, đụng chạm tới đảng viên mà bị bắt bớ một cách oan uổng, bất công, vi phạm, đã làm lòng dân phẫn uất, cam phẫn, mất niềm tin vào luật pháp do đảng đưa ra. Cái mà dân muốn, những kẻ lang bam như Võ Hoàng Yên bị trừng trị là những nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện. Bán hàng giả là việc khán thính giả bị xử lý tẩy chay. Nhưng pháp luật không làm được mà chỉ nhắm vào dân để hiếp đáp cởi quyền cởi chức. Tại sao bao nhiêu nghệ sĩ bẩn phát ngôn bừa bãi vô văn hóa, vô đạo đức thì đảng không xử phạt, còn dân đen chỉ cần có những lời chê bai, chỉ trích lãnh đạo. Các nghệ sĩ thì bị đám vô học nghệ sĩ bẩn mời công an tới tận nhà để ra oai. Cái sự hách dịch đó không phải là ỷ lại vào tiền bạc để mua pháp luật thì là gì? Biểu sao đảng nhà nước bao che cho Phan Văn Mãi, không cho bà Phương Hằng vạch mặt hắn ta ra. Vì đất nước này làm gì có pháp luật bắt giữ bà Phương Hằng lâu vậy, rồi không phán tội gì, đem lại các tội danh, lợi dụng quyền tự do dân chủ để gắn ghép cho bà Phương Hằng. Không kiếm ra cái cớ mà giam giữ người ta, vì sợ người ta mà được ra ngoài, thì lại lòi ra cả bộ mặt nhơ nhuốc bị ổi của mấy ông bà đảng viên, nghệ sĩ nhà nước. Giờ muốn biết đúng sai cứ thả bà Phương Hằng ra, đứng trước mặt ông Phan Văn Mãi mà đối chất chỉ thẳng mặt, mà nó coi ai đúng ai sai, có dám hay không. Làm gì dám, vì ông Mãi là quan tham, sợ bị đốt lò lắm, chứ lộ ra hết thì tiền đâu cho con đi du học bên Mỹ. Bà Phương Hằng có gan làm, có gan chịu, dám nói thẳng cái tên Phan Văn Mãi trước cả nước. Còn ông Mãi ngay cả đứng đối chất với người tố cáo ông ta còn không làm được, thì làm lãnh đạo thành phố cái kiểu gì, hiểu sao đảng viên. Như ông Mãi đi tới đâu là dự án nghìn tỷ đắp chiếu tới đó, làm lãnh đạo nơi khác thì nơi đó dân càng khổ. Tuy là rút đặc trong khâu quản lý đất nước, điều hành kinh tế, nhưng ông nào cũng khôn khỉ trong các khoản ăn hối lộ từ cấp trên xuống cấp dưới. Khâu nào cũng nhiều khoản thu chi để dân nay lưng ra đóng tiền, thiếu một đồng cũng không được. Còn quan chức gây thiệt hại cả ngàn tỷ thì chỉ cần xin lỗi là hết chuyện. Ai dám như bà Phương Hằng nói ra những sự thật như vậy hay không? Dân bức xúc, dân đi đòi lại công lý thì bị công an đánh đập nhốt vào nhà giam, thậm chí có rất nhiều vụ bị công an giết ngay trong phòng giam. Đảng viên nói đó là thực thi pháp luật, làm đúng nhiệm vụ công dân bị đánh oan mà vung tay chống đỡ xô ngã. Mấy đồng chí công an thì dân bị chụp mũ chống người thi hành công vụ, tác động vật lý vào lực lượng chức năng mà bấy nhiêu đó đã là gì? Vâng thưa quý vị, như kênh SBTV của chúng tôi đã cập nhật đến quý vị trong mấy ngày qua, vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Khi phiên tòa của bà chủ Đại Nam đã định ngày và vụ án có 102 lớn nhất lịch sử Việt Nam này đã khiến cho không ít người dân bức xúc, tức giận trước cách xử sự của công an thành phố Hồ Chí Minh khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam và kép vào điều 331 vớ vẩn về những khoản khuất tất mà siêu Đại Nam không liên quan. Vấn đề này phải điều chỉnh những quan chức lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mới phải khi để xảy ra hàng loạt sai phạm của các cơ quan chính quyền mà đặc biệt người đứng đầu là tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và tên thiếu tướng Lê Hồng Nam. Trong suốt trong thời gian vừa qua, vấn nạn nhức nhối trên đã khiến người dân trong cả nước là quan tâm và phản ánh dữ dội. Tuy nhiên đến giờ giới lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lại đổ lỗi cho bà Phương Hằng. Chính vì thế chúng đã cấu kết với nhau cùng đám ca nghệ sĩ bẩn để bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng vào tù, bịt miệng tiếng nói duy nhất, dám chống lại bọn chúng. Chứ thực tế chẳng ai vi phạm điều lệ 331 vớ vẩn và mơ hồ đó. Nhưng điều này lại tốn rất nhiều giới mực của báo chí và truyền thông nhà nước. Nhằm mục đích trấn an dư luận, chúng đang cố gắng thao túng truyền thông và dùng mọi thủ đoạn quyết triệt tiêu đối với bà Phương Hằng.
Thế nhưng với thời đại số hiện nay, đó không phải là vấn đề dễ dàng. Người dân cũng có quan điểm và chính kiến của mình. Một khi chúng không có được lòng dân thì mọi thủ đoạn xấu xa, lừa bịp sẽ bị hạ bệ. Chứ chưa nói đến bà Phương Hằng vẫn có một sức ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Ai cũng đã nhìn thấy rõ. Chỉ từng đó thời gian trong drama của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã có được sự ảnh hưởng lớn như thế. Thì chắc chúng tôi không cần nói, thì quý vị cũng đã hiểu được đó là vị đại diện cho phe chính nghĩa. Chính vì thế người dân ủng hộ hết mình, hết lòng xuyên suốt drama và cho đến tận bây giờ. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.